đồ của các streamer. Đồ hút nha, đồ. Thôi, hiện tại thì chúng ta chúng mình tiếp tục hành trình đi sang bên Hà Thành nhá, các bạn nhá. Hoàng Thành địa chỉ ở 19C và 18 Hoàng Diệu. Các bạn hãy đến và và cùng tham quan nhá. Bài phát phim của nhóm chúng mình cũng đến đây là cũng quay khá là ok rồi. Và anh em đang rất là mệt mỏi. Đây, ta chuẩn bị tháo lắp mà thiết bị để đi về. Chuẩn bị đi về. Quay thì chưa biết là ok hay không, nhưng mà cũng hết ngày rồi. Và phần việc còn lại là edit là cũng hơi bị khá là căng vài kỳ nữa, trường kỳ nữa. Nhưng mà thôi, anh em hôm nay thì tất cả mọi người đều đã cố gắng rồi. Ngày mai là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Và nhân dịp hôm nay là ngày cuối năm, anh em chúng tôi xin có đôi lời để gửi tới các bạn. Chúc các bạn có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và làm mọi thứ đều được như ý nhé. Yeah, bye bye. Gửi lời chúc đến bạn Phương ở nhà. Gửi đến